Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Thì làm trong chiếc xe rùa thì cũng có nhiều anh em thắc mắc là chiếc xe rùa này có bị ngược hay không. Thì bây giờ mình sẽ đem chiếc xe rùa này đến giao cho khách và xem công việc người ta làm như thế nào mà dùng chiếc xe rùa kiểu này nha. Rồi, ok. Đấy, một xe đầy mắp, thoải mái rồi. Đó, đẩy tới nơi. Đó, đẩy tới nơi là xúc sẻn đổ vô thôi nha. Đó, chứ không có đổ ào ra đâu. Đấy, người ta đổ, người ta làm công việc này nè. Đó, không phải chiếc xe rùa nào cũng phải là đẩy tới là đổ ra đâu. Tùy theo công việc để người ta sản xuất chứ. Đây là có test cái này là cái gì vậy anh? Quét nhớt anh. À, quét nhớt cho nó khỏi dính phải không? Đó. Nhớt chứ. Đó, bôi vào chiếc xe mới. Xe đó hình như làm khoảng đây tháng rồi ha, anh nè. Dạ, cỡ đó đó. Tháng mấy. Chiếc này là hàn lip ba ga luôn á. À, rồi bây giờ mình sẽ thử đẩy chiếc xe rùa này có hồ xem nó như thế nào nha. Cái này là mấy bao anh? Một xe vậy đó. Một xe. Đổ được một bao không? À, một bao là chứa được một xe. Rồi đây, anh cầm qua thử em đẩy thử thấy nó nhẹ không nè. Em chưa sử dụng đó, chưa sử dụng cái thằng này bây giờ. Dẹp xe ra đi. Rồi, thẳng luôn. Thấy nhẹ nha, nè, thấy không? Mình giảm nha. Nó nặng gì đâu nè. Đấy, mình giảm, đứng thẳng người là đi thôi. Rồi, đổ đâu anh? Rồi. À, bên này, bên này. Đó, đây cũng là khuôn bi, khuôn bi này mình cũng làm luôn này. Đó. À, người ta cũng xúc đổ vào, à, xúc đổ vào. Này cái này mới đổ này, còn ướt này. Rồi ok, như vậy là anh em đã biết được cái chiếc xe rùa này thì người sử dụng cần làm công việc gì. Đó. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người nha. Mọi người đợi những video sau.